trời thiệt là khó nói quá đi thôi. Người này yêu người này chẳng được lại cứ thích phá cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm ba lăng, nhiều chuyện lắm ôi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước gần nhau là có phước, ôi bỏ qua chẳng sao đâu mà cái chuyện tào lao chuyện tầm phao. Phố âm ba lăng. Bực tội tức mà ghê là tức. Tía ơi tía, tía ơi tía. Trời ơi, tía ơi, con thấy tía làm cái gì mà bức tóc, móc mắt gì dữ vậy tía? Tao đang bực bội. Bực bội chuyện gì? Chuyện gì hả? À, con biết rồi, này, vậy là chắc cứ... là thế nào cũng nghĩ tới gì vui đúng không? Cảm ơn, hoài luôn hả? Hả, đang được kích động cái chuyện gì đó, có cái trò trọt cái mặt cho vô. Bây giờ đậu tôi tự nhiên là đã cả năm mà đã lo muốn chết rồi. Giờ đâu đào ra đâu, chỗ đâu mà út gì dưới quê lên nữa. Bây giờ phải đối phó với nhiều người cũng nhức cái đầu mà. Tía cũng kỹ nha. Con thấy tía tối ngày tới nghĩ tới gì vui. Mà bây giờ con thấy tía nó nghĩ tới ông Năm này nhiều hơn gì vui luôn á. Còn cái chuyện dì Út á, con thấy tía làm sao chứ, dì Út dễ thương lắm. Nói chuyện tụi con ta hòa đồng lắm. Tao lại mày à, không dám dễ thương đâu. Bà khó gì chằng nghe chứ ở ra. Trời ơi. Tía nói làm sao chứ. Nói con tụi con qua quán nha. Nói chuyện với tụi con nhỏ nhẹ. Nói chuyện với con hòa đồng, lúc nào cười. Sao chị không phải khó khăn với tao quá ta? Mà sao tụi bay mà dễ vậy hả? Ờ, mà con báo cho tía một cái tin nha. Là lúc nào cũng ở kế bên cạnh dì vui. Bởi vậy chú Năm lúc nào cũng lấy lòng. Lúc nào cũng nói chuyện cái dì Út á. Lấy lòng ai? Dạ, lấy lòng bà Út á. Lấy lòng bà Út? Lấy lòng bà Út. Ừ, mày cứ rồi. lấy lòng bà nội mày hay mày cứ lấy lòng hoài. Là mày con rối lắm. Làm như đứng kế bên tía con rối. Xong rồi cái lấy lòng dì Út xong. Lấy lòng dì Út xong, dì Út vô nói tố chú Năm cho dì vui. À, cái gì cũng nói cho chú Năm hết. Cái gì cũng nói vô cho chú Năm với dì vui hết. Đó, bởi vậy. Rồi có nói gì tao không? Ờ, à, nói xấu tía nữa. Thôi bây giờ á. Trời đất ơi, một cái gai không à. Đã bứng không được rồi, làm cha Năm. Bây giờ có bà Út vô nữa. Hai cái gai nó sọt vô con mắt tao vậy nè. Làm sao tao bứng gốc được đây? Không có cách nào hết. Không được đâu. Bởi vậy bây giờ con khuyên tía lên lấy lại phong độ. Bằng cách nào? Mình mới trước ra. Bây giờ tía nên lấy lòng lại đi. Lấy lòng thì biết rồi, nhưng mà bây giờ không có cách nào để mà biết lấy lòng mà lấy tặng quà. Bởi vì sao? Phụ nữ rất thích tặng quà. Mà mỗi khi tặng quà người ta rất là vui vẻ, người ta rất cảm thấy hạnh phúc trong người. Dạ. Tặng quà mà tặng quà gì đấy, bây giờ phải tìm cái cách nào. Mình có biết sở thích của bà Út, bà thích cái gì đâu. Dì Út thích kẹo. Mà con là... thích, con thích hay mày thích không? Không, con biết, xin lỗi, con biết. Dì Út thích kẹo, mà kẹo nhân sâm Hàn Quốc. Kẹo nhân sâm Hàn Quốc hả, là bà Út bà khoái phải không? Dạ. Được rồi. Tao sẽ đi mua, tao tặng bà. Không cần, con có. Mày đậu ra đây mày có. Con có bán luôn mà, công ty con có bán mà. Ủa sao mày biết sẵn rồi, mày biết tao cần mày. Vậy con qua bển con gặp dì Út hoài mà. Dì Út kể chuyện tụi con, dì Út vẫn nói tụi con. Dì Út thích nhân sâm mà nhất là kẹo của Hàn Quốc. Dạ. Kẹo nhân sâm Hàn Quốc. Được tụi rồi, con có rồi. Luôn nè, có bán luôn nè. Có đem theo nè. Có đem theo trong này. Có đem theo luôn, có đem theo luôn. Ê, sao mày biết tao mày chuẩn bị hết vậy? Đâu có biết đâu. Con không có biết gì hết trơn á. Nói chung là dì Út biết rồi con có lấy mặt hàng này con bán. Thôi được rồi, bây giờ không quan trọng. Nếu mà quả thiệt như con nói vậy đó thì dạ. Út thích đó ha. Dạ. Được rồi. Lấy cái đó nha. Mình cho con gói quà, mình dán lại, mình gọt, mình tặng cho bà. Được không? Được. Chắc chắn ha. Chắc chắn. Nhưng mà bao nhiêu tiền một 850 tính luôn gói quà. 850. 850. Nội mày ăn mắc cái bịch kẹo chút xíu mà lấy 850 ngàn. Gì vui. Trọng tâm là gì vui. Mình lấy lòng mà, lấy lòng dì Út để được dì vui. 800 ngàn, 850 đó không đáng gì đâu tí. Thôi được, bao nhiêu tụi đi. Vì gì mà, vì cái sự nghiệp cao cả hơn. Đúng rồi. Là bà vui. Đúng rồi. Cho nên tốn gì thì tốn. Đúng rồi. Rồi lấy cho tía đi. Được rồi. Vậy là chút nữa con về, con sẽ gói đem qua cho tía. Ừ. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Chào chị Út ba em. Bộ tôi
già lắm hay sao kêu tôi bằng gì? Thôi xin lỗi là tại vì tôi, nhưng mà nhớ là tôi là chào dì Út em, Út em là tôi kêu dì bằng em đó. Còn dì Út là mấy đứa nhỏ nó thường kêu. Còn kiếm thì vui đúng không? Thì vui không có ở nhà. Không kiếm vui vui chi? Kiếm dì Út. Kiếm tôi làm chi? Chẳng nói dấu gì Út muốn tặng dì Út món quà. Trời, tự nhiên tặng quà cho tôi nữa. Nói thiệt nè, nè đó nè, muốn tặng quà cho Út không có gì đâu. Bởi vì Út là người ở xa, ở dưới quê lên đây. Mà dù sao nữa cũng ở cái quán cà phê này là của Vui. Thì cũng tình làng nghĩa xóm, đâu có gì đâu. Tặng quà là cái chuyện bình thường. Không nhận. Ủa, anh Lạc mới qua chơi hả? Mới qua. Cái gì đó? Tặng quà hả? Tặng Út hả? Không, tặng Vui với Út luôn, tặng hai người luôn. Bởi vì không có gì hết á, trời ơi. Trong này là có một mớ kẹo xăm của Hàn Quốc á, ngon lắm. Cho nên tặng hai người ngậm nhậm cho nó tươi trẻ, cho cuộc đời lúc nào nó cũng vui vẻ. Vậy đó hả? Ừ. Nè, anh Lạc đã tặng Út kìa, Út lấy đi. Ừ. Anh thôi vô câu bức thọ lộc. Thôi mà, lấy đi mà, thọ lộc gì. Coi như là có lòng giúp nhận đi cho vui. À, không có chi đâu vậy Út. Vậy Út nhận quà của tôi mà vậy Út vui là được rồi. Làm cảm ơn Út. Vui. Thôi tôi không làm phiền hai người. Tôi về nha. Cảm ơn là. Mặt về nha. Các anh cha này kẹo kéo thấy mồ. Chứ không phải đồ ngon. Ây da. Cái này bán được nhiều quá ta. Bán cho tía nè. Bán cho vòng vòng của sớm rồi. À, cũng bộ mà. Với cái đà này chắc chắn mình sẽ làm giàu nhanh chóng. Ông Sơn ơi, sẽ có một ngày ông sẽ bỏ vẽ tranh ông đi theo tôi. Thằng Lâm ơi, sẽ có một ngày mày bỏ nghề diễn mày đi theo tao, mày học anh mày buôn bán ha. Lúc đó mình cho ông ta. Lấy tiền dạy đi, lấy chút đỉnh thôi. Ui da. Alo, dạ. Đang ho bệnh này, bệnh quá chị ơi. Chạy đi buôn bán hàng cho chị đó. Dạ. Sao chị, có chuyện vui báo em á? Chị nói đi. Chị em mà buôn bán được là vui thôi đúng không? Dạ, chị báo tin vui cho em đi. Dạ, có quà bữa giao rồi đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, cho tí em đó chị. Cẩn thận nha. Tí không khó lắm. Sao chị? Gói lộn quà hả? Gì bà? Chơi kìa. Gói lộn quà hả? Bỏ gì trong đó? Cái gì? Trời ơi trời, bà giết tôi rồi. Chết tôi rồi. Trời ơi. Chết tôi rồi. Chuyện này giết mình chết chắc rồi. Trời ơi, gì cả. Trời, nước súc miệng. Gì kỳ vậy? Tự nhiên tặng nước súc miệng là sao? Ý gì đây trời? Tôi tự nhiên tặng nước súc miệng là sao? Ý gì? Ý ổng nói là hai chị em mình miệng thúi á. Người quen người xa người lạ và nhiều chuyện khó nhất trên đời. Trên người ra người vào và chuyện được rồi. Nó cứ ra rồi, chuyện này cứ xong chuyện khác tới. Tầm năm tầm ba để cho qua ngày rảnh rỗi.